Vâng, chào mừng anh em đam mê trên BCB trên mọi miền của Tổ quốc. Lời đầu tiên cho em gửi lời chào, lời chúc tất cả các anh em. Chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe và thành công hơn trong cuộc sống nhé. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục làm một video ngắn để giới thiệu về cho anh em một số mẫu bơm cao áp bên em. Đó, thì trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ chiên cho anh em. Các bác mua bơm cao áp thì bên em sẽ tặng cho bác một lọ dầu như này hoặc một chai nước làm mát anh em nhé. Đây, một chai nước làm mát như này. Tất cả các anh em mua bơm thì bên em sẽ tặng cho anh em một lọ dầu hoặc một chai nước làm mát. Đó là để em xin cảm ơn anh em trong suốt thời gian vừa qua đã tin tưởng và luôn luôn sử dụng những sản phẩm bên em. Và em cam kết với anh em, bên em thì cung cấp các sản phẩm cho anh em là hàng chính hãng, không có hàng giả và không hàng nhái và không có hàng kém chất lượng nha anh em nhé. Nó cũng không phải để anh em chờ đợi lâu nữa, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng mẫu bơm một bên em. Em sẽ giới thiệu cái mẫu bơm đầu tiên. Đây là mẫu bơm đầu tiên. Đó là đồng hồ bé anh em nhé. Đồng hồ thì 30mPa, chân cánh én không gấp. Thương hiệu AGH nha anh em, đây thương hiệu AGH. Cái này thì các bác bơm được từ 180 đến 200 cân quay đầu nhá. Thì cái bơm này thì dùng cho các bác chơi ít hoặc là mới chơi thì các bác có thể tham khảo cây bơm này. Đó, các bác mà dùng Taekwondo hoặc FX thì các bác có thể tham khảo mẫu bơm này thì rất chi là hợp lý. Em báo giá công khai luôn. Mẫu bơm đồng hồ bé lọc bé thì bên em đang bán giá 600.000 đồng, đấy là tiền bác sĩ tận nhà cho anh em. Quyền lợi của anh em mua khi mua hàng bên em sẽ được kiểm tra hàng đúng hàng anh em đặt trên video thì anh em sẽ thanh toán tiền nhé. Đó. Em sẽ giới thiệu cây bơm thứ hai cho anh em, đến từ một thương hiệu SB con báo. Đây là một trong những thương hiệu đang được anh em đang tin tưởng sử dụng khá là nhiều. Đồng hồ 50mPa anh em nhé, đồng hồ 50mPa, chân cánh én gấp để các bác đi rừng đi phượt khá là tiện. Lọc thì lọc bé, thì cái này các bác bơm được khoảng từ 280 đến 300 cân quay đầu nhé anh em nhé. Thì cái này em báo giá công khai luôn. Cái này bên em đang bán với giá 800.000 đồng, đấy đã tiền bao ship tận nhà cho anh em. Và tất cả anh em mua bơm bên em trong chương trình khuyến mại thì em sẽ tặng cho anh em một chai nước làm mát và một lọ dầu như này nhé. Em giới thiệu cây bơm thứ ba bên em. Đây là cũng một cây bơm đến từ thương hiệu SB con báo anh em nhé. Chân cánh én gấp, đồng hồ cũng 50mPa. Đó, lọc thì lọc màu vàng, lọc to. Cái này thì cũng được anh em đang tin tưởng sử dụng khá là nhiều bởi vì chất lượng nó tốt, giá thành thì nó cũng hợp lý. Cái này thì em công bố giá luôn, thì cái này bên em đang bán với giá 850.000 đồng, đấy đã tiền bao ship nhá, đến tận nhà cho anh em. Đó, anh em nào chưa có bơm hoặc là bơm hỏng bơm lỗi mà muốn lên đài bơm thì cố gắng theo dõi hết video của em để các bác có thể lựa chọn cho mình một cây bơm giá cả hợp lý và chất lượng thì em cam kết sẽ tốt nhất trên thị trường nhá. Em sẽ giới thiệu cây bơm thứ tư bên em. Đây là cái bơm thứ tư bên em. Đồng hồ 50mPa anh em nhé. Đồng hồ 50mPa, chân cánh én gấp, thương hiệu SB con báo. Đây là một cây bơm đang được anh em đang tin tưởng sử dụng khá là nhiều. Lọc thì lọc màu đen nhé. Đây là cây bơm đặc biệt, nó có 3 ưu điểm. Đó là bơm nhanh, bơm nhẹ và chống nóng. Đó, tất cả thân bơm của nó là bằng thép chịu lực, đâm ra tỏa nhiệt cực nhanh anh em nhé. Đó, thì em báo giá công khai luôn. Cây bơm này thì bên em đang bán giá 900.000 đồng. Vâng, các bác đang xem video của em thì hãy cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Vâng, em xin cảm ơn anh em. Em sẽ giới thiệu cây bơm cuối cùng bên em, đến từ thương hiệu Shinjong-Shin. Đây anh em nhé, nó có chữ chìm Shinjong-Shin ở đây. Rất chi xịn sò. Đây sẽ có chữ chìm Shinjong-Shin ở đây nhé. Đồng hồ thì đồng hồ 40mPa. Đồng hồ 40mPa, lọc thì màu vàng, lọc to anh em nhé. Đây lọc to màu vàng. Bầu thì bầu to, bầu thì được đúc bằng nguyên khối anh em nhé. Nhôm nguyên khối, chân cánh én không gấp. Thì cái này thì chất lượng thì Shinjong-Shin này thì được anh em đang tin tưởng sử dụng khá là nhiều bởi vì thời gian thì có thể thay đổi nhưng chất lượng Shinjong-Shin thì không bao giờ thay đổi. Đó, thì em báo giá công khai luôn. Shinjong-Shin bên em đang bán với giá 1.780.000 đồng, đấy là tiền bác sĩ tận nhà cho anh em. Vâng, các bác thì chào em uy tín thì em sẽ giao lại cho các bác niềm tin anh em nhé. Đó, thì tất cả là các mẫu bơm bên em, thì các bác đang quan tâm mẫu bơm nào thì hãy liên hệ trực tiếp ở bên em với số điện thoại em để bên dưới màn hình đó, thì để các bác lựa chọn cho mình một trong những chiếc bơm bên em giá cả hợp lý và chất lượng tốt nhất trên thị trường nhé. Vâng, một video ngắn em làm đến đây thôi. Nếu mà các bác xem được video của em thì hãy cho em xin một nút like và một nút chia sẻ và đăng ký kênh của em nhé. Xin chào và hẹn lại các bác ở những video tiếp theo em ạ.